Ngọc Sơn tiết lộ sự thật về tin đồn sắp cưới Như Quỳnh. Ngọc Sơn từng chia sẻ trên báo rằng mình từng có tình cảm đặc biệt với Như Quỳnh. Vài ngày trở lại đây, trên mạng xã hội rộ lên tin đồn Ngọc Sơn và Như Quỳnh sắp kết hôn, hai gia đình đã bí mật gặp gỡ bàn chuyện cưới hỏi. Ngọc Sơn vừa có chuyến lưu diễn tại Paris, tại đây, anh có dịp hội ngộ Hoài Linh, danh ca Hương Lan, ca sĩ Lam Trường, Thanh Thảo cùng nhau dạo quanh thành phố cổ kính xinh đẹp. Đặc biệt, Ngọc Sơn còn mang theo cả món ăn Việt để mời các nghệ sĩ cùng thưởng thức. Trước thông tin lan truyền gần đây về tin đồn đám cưới với ca sĩ Như Quỳnh, anh cười lớn và chia sẻ ngắn gọn, Ngọc Sơn xin cảm ơn đại gia đình dấu yêu luôn dành tình cảm đặc biệt dành cho mình. Chắc là mọi người thấy rằng Ngọc Sơn và Như Quỳnh xứng đôi nên vui vẻ khán ghép vậy thôi. Cả nhà ơi! Chuyện này không có đâu vì thời gian Ngọc Sơn nghỉ hơi còn không có thì làm sao có thời gian đi bàn chuyện đám cưới với Như Quỳnh. Ngọc Sơn từng chia sẻ trên báo rằng: "Mình từng có tình cảm đặc biệt với Như Quỳnh, nhưng đó là chuyện của hơn 20 năm trước, còn giờ đây chúng tôi chỉ là hai anh em thân thiết với nhau trong nghề và trong cuộc sống đời thường. Xin cảm ơn đại gia đình đã luôn yêu mến, khi nào có tin vui, Ngọc Sơn chắc chắn sẽ thông báo đến với đại gia đình dấu yêu ngay." Ngọc Sơn nói thêm Ngọc Sơn từng được một người bạn quảng cáo về Như Quỳnh khi còn chưa gặp mặt ở ngoài đời. Đó là vào năm 1987, khi Ngọc Sơn quay video ca khúc Hoa Sứ Nhà Nàng và sau đó gửi cho một người bạn là đạo diễn xem góp ý về mặt nội dung. Sau đó, người bạn này đã nói với Ngọc Sơn về một nữ ca sĩ hát rất hay, lại xinh đẹp mà nếu kết hợp với Ngọc Sơn thì chắc chắn sẽ tạo nên sự kết hợp vô cùng thú vị. Ngọc Sơn tò mò tìm xem clip của cô ca sĩ và biết đó chính là Như Quỳnh. Anh đã bị chinh phục không chỉ bởi giọng hát nhẹ nhàng, trong trẻo mà còn bởi nét đẹp thuần Việt của Như Quỳnh xuất hiện trong hậu trường đêm diễn vừa qua. Ngọc Sơn chia sẻ, anh rất cảm động khi đó nhận sự yêu mến, quan tâm của đông đảo kiều bào hải ngoại dành cho mình. Không chỉ các khán giả lớn mà các khán giả nhí cũng bày tỏ sự yêu mến đối với ca sĩ Ngọc Sơn đã thoải mái trò chuyện với hai fan nhí đến từ Đức bằng tiếng Đức. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.